Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn module đôi vòng 0 đến 10A. Đây mình cần chuẩn bị một số dụng cụ để test cho các bạn. Thứ nhất là các bạn cần có module đôi vòng 0 đến 10A, một chiếc thước kẹp để đo kích thước, một cái motor để test đo dòng và một bộ nguồn. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cái mạch này cho các bạn xem, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test mạch. Đây mình đo chiều rộng của cái mạch này là 29 mm, chiều dài là 48 mm, và chiều cao là 22 mm. Cái module này có kích thước khá là nhỏ gọn và được thiết kế giúp các bạn có thể lắp đặt vào các cái hộp hoặc theo thiết kế của các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng module này. Cái module này có 4 dây, 2 dây nhỏ và 2 dây to. 2 dây nhỏ này các bạn dùng để cấp nguồn vào cho module, và 2 dây to này các bạn dùng để đối với mạch để đo dòng. Cái module này chịu được điện áp là khoảng từ 3,5 đến 30V. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho module cho các bạn thấy. Đây mình có cái nguồn. Cái dương mình nối vào màu đỏ và dây âm mình nối màu đen. Mình bật nguồn cho mạch. Mình cho khoảng 5V trước đi. Đây là module đã được cấp điện. Bây giờ mình thử hạ dòng điện xuống khoảng dưới 4V. Đó, nếu mà dưới 4V thì module sẽ không đủ để hoạt động. Các bạn phải cấp dòng điện cho nó vào khoảng từ trên 4V, 3,5 4V trên 4V thì module mới có thể hoạt động. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đo dòng sử dụng cái motor này. Bây giờ mình sẽ đo dòng bằng cái motor này. Thì để đo dòng được cho motor, các bạn cần phải đấu lối tiếp. Ở đây có hai cái dây dùng để đo dòng, các bạn mắc lối tiếp với một dây của motor. Đây mình mắc dây đối với motor, dây còn lại các bạn mắc với nguồn. Nguồn âm hay dương? Các bạn mắc với cả nguồn âm. Còn dây đầu bên này các bạn nối thẳng vào với nguồn dương. Dây motor còn lại các bạn nối thẳng với nguồn dương. Đây em kẹp vào thì một tay cầm máy, một tay cầm nguồn. Rồi, như vậy là motor đã hoạt động và module đã hiển thị dòng của motor. Các bạn có thể thấy so với cả dòng của cái bộ nguồn đó là đã hiển thị. Bây giờ mình thử tăng điện áp lên. Đó, khi mình tăng điện áp lên thì motor quay nhanh hơn, dòng hiển thị. Các bạn có thể so sánh với cả dòng của nguồn. Như vậy là mình đã test cho các bạn cách sử dụng module đo dòng từ 0 đến 10A. Chúc các bạn thành công.